Thì sau khi nghe cái câu nói đấy của thầy, mình có thể rút ra được là từ giờ trở về sau mình sẽ thường hay sử dụng cái cụm từ cứ phư, có nghĩa là suy nghĩ một cách rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Cái từ cô độc cự này bình thường mình sẽ dạy âm Hán Việt đó là từ cô độc, nhưng mà nếu mà sử dụng cái từ cô độc thì nghe nó rất là buồn tủi và kiểu cảm giác nó không được tích cực cho lắm. Mình là một người trò rất là thầm lặng của thầy Phan Văn Trường. Ngày hôm qua khi mà lắng nghe cái livestream chia sẻ về cái cuốn sách mà thầy mới xuất bản được mang tên là Cơn lốc quản trị, thì thầy có nói một câu rằng là đây là kết quả của một cuộc suy nghĩ công phu và đơn độc. Thì khi mà mình nghe cái câu này thì trong tiếng Nhật của mình cũng có hai từ, đó là cái từ công phu và cái từ đơn độc, được sử dụng với hai từ rất là dễ gần và gần gũi với tất cả mọi người. Thứ nhất đó là cái từ công phu. Thì trong tiếng Nhật cái từ công phu này mình cũng có thể dịch luôn đó là cái từ cứ phu. Thầy có định nghĩa cái từ công phu trong cái câu nói của mình đó là cái công cuộc mà kéo dài trong nhiều năm, và thầy đã phải rút tỉa và suy nghĩ và đắn đo về những cái suy nghĩ và những cái trăn trở đó. Thì trong cái khóa học về IT Counter mà mình đang hướng dẫn các bạn ở cái khóa số 16 ấy, thì là mình cũng có một cái câu sử dụng cái từ công phu này, và mình đã không biết cái cách để mà diễn đạt cái từ tiếng Việt này như thế nào. Thì sau khi nghe cái câu nói đấy của thầy, mình có thể rút ra được là từ giờ trở về sau mình sẽ thường hay sử dụng cái cụm từ cứ phư, có nghĩa là suy nghĩ một cách rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Thì sau đây mình sẽ trích dẫn ngay cái câu mà mình lấy ở trong một cái báo cáo của người Nhật sử dụng cái từ cứ phư này, và chúng ta sẽ dịch như thế nào nhé. Đây là một cái câu để miêu tả cái cách mà chúng ta khi mà làm dự án với lại người Nhật, đó là Handan Shiasuite no Suru, là mình đưa ra một cái đề án mà để cho khách hàng dễ đánh giá và phán đoán. Thì cái từ cứ phư ở đây mình sẽ dịch đó là suy nghĩ rồi cân nhắc làm sao để đưa ra được những cái căn cứ cũng như là giúp cho khách hàng có thể dễ dàng đánh giá và phán đoán. Thì cái câu này có nghĩa là gì ạ? Vì cái từ Ninsky ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là khách hàng không phải là một người chuyên môn về IT, nên là cái cứ phư ở đây mình có thể dịch thành là suy nghĩ một cách kỹ lưỡng này, rồi cân nhắc làm sao cho nó phù hợp này, rồi suy nghĩ một cách cẩn thận này, rồi cân nhắc một cách kỹ lưỡng làm sao để đưa ra được những cái căn cứ, những cái bằng chứng hoặc là những cái nội dung mà để cho khách hàng dễ có thể đánh giá và phán đoán được. Thì trên thực tế cái từ cứ phư này mình có thể dịch luôn đó là công phu, nhưng mà công phu thì mình nghĩ là nó sẽ hay sử dụng trong văn học hoặc là nói trong những cái câu gọi là mang tính chất nó hơi gọi là bay bổng một tí. Còn trong các cái báo cáo thường ngày trong công việc thì là mình có thể thay đổi bằng cái cụm đó là suy nghĩ một cách kỹ lưỡng này, rồi cân nhắc làm sao cho nó cẩn thận này. Tiếp đến là cái cụm từ đơn độc. Ở trong cái cuốn sổ tay đọc dịch mà mình mới xuất bản năm vừa rồi, nó cũng có một cái đoạn nói về cái sự đơn độc. Thầy có định nghĩa trong cái câu nói của mình cái từ đơn độc có nghĩa là gì? Tự mình suy nghĩ và tư duy. Mình làm một mình và tư duy một mình, không có dựa dẫm cũng như là nhờ cậy vào bất kể một cái đối tượng nào hay là một cái tác giả nào khác, mà trong cái quá trình gọi là tự mình tư duy và suy nghĩ, suy ngẫm về cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Thì trong cái cuốn sổ tay đọc dịch của mình cũng có một cái bài nói về cái sự đơn độc này. Cái từ đơn độc này ở trong tiếng Nhật người ta sẽ dùng cái từ là cô độc cự. Cái từ cô độc cự này bình thường mình sẽ dạy âm Hán Việt đó là từ cô độc, nhưng mà nếu mà sử dụng cái từ cô độc thì nghe nó rất là buồn tủi và kiểu cảm giác nó không được tích cực cho lắm, nên là mình sẽ chuyển sang nó thành là đơn độc. Trong cái đoạn trích dẫn mà mình đưa ra thì cái từ đơn độc ấy, nó cũng có thể được hiểu đó là mình tự mình làm một mình, mình bukiai gọi là mình đối mặt với những cái bản thảo này, mình đối mặt với những cái trang vẽ này. Thì mình xin trích dẫn một cái đoạn ở trong cái cuốn sổ tay đọc dịch sử dụng cái từ đơn độc này nhé. Cái đoạn đầu của cái phần trích dẫn này nói rằng là có vô số những cái tác phẩm văn học khiến nhiều người cảm động, có những cái tác phẩm mà làm lay động lòng người hoặc là khiến cho mọi người gọi là trầm trồ thán phục. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là shikashi soyuu kessaku ga umare ochita shouji ni aru no ga hitori no joutai da to iu koto wa shitte oku beki daro. Có là chúng ta cần phải biết được rằng là cái thứ chất liệu để tạo ra những cái kiệt tác như vậy chính là cái trạng thái ở một mình. Và cái trạng thái ở một mình ở đây người ta cũng định nghĩa rằng là kodoku wa souzou se ni totte juubun jouken de wa naku hichio jouken nano da. Vậy là hôm nay chúng ta đã học được từ đơn độc đó là kodoku, và nó chính là cái trạng thái tự mình làm, tự mình tư duy, hay còn gọi là hitori no joutai. Ngoài ra cái từ cứ phư là cái từ công phu, suy nghĩ một cách công phu, thì nó chính là cân nhắc một cách rất là kỹ càng này, suy nghĩ một cách rất là cẩn thận và chín chắn, thì mình hãy cùng áp dụng và sử dụng nó vào trong thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Giá nè.